Ung thư gan là căn bệnh ác tính, có tỷ lệ mắc mới và tử vong cao nhất trong các bệnh ung thư thường gặp. Theo thống kê của Global Can 2020, mỗi năm Việt Nam có thêm 26.418 người mắc ung thư gan và 25.272 người tử vong vì ung thư gan. Ung thư gan tiến triển khá âm thầm trong giai đoạn sớm. Phần lớn người dân phát hiện mắc ung thư gan khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn, gây khó khăn cho việc điều trị. Đáng chú ý, bệnh ung thư gan đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa, đe dọa tính mạng của hàng triệu người nếu không được khuyến cáo phòng ngừa và phát hiện sớm để có phác đồ điều trị phù hợp. Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Chung tay tầm soát ung thư sớm vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình và Tổ chức sự kiện Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Phòng khám đa khoa 360 Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa thực hiện. Chương trình có sự đồng hành tham gia tài trợ của công ty xi măng Long Sơn. Thưa quý vị, qua đoạn clip ngắn vừa rồi, có thể thấy các bệnh lý về gan đang ngày càng phức tạp, đặc biệt với các bệnh ung thư gan thì cần được tầm soát sớm giúp điều trị bệnh hiệu quả. Và để tìm hiểu rõ hơn về ung thư gan và phương pháp tầm soát sớm ung thư gan, trong chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự đồng hành của tiến sĩ bác sĩ Lê Lệnh Lương, nguyên trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, giám đốc phụ trách chuyên môn phòng khám đa khoa 360 Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa. Vâng, xin được gửi lời chào tới quý vị đang xem chương trình. Xin chào bác sĩ Bình, xin chào MC Tuấn Dũng. Và vị khách mời tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hòa Bình, phụ trách phòng khám nội khoa, phòng khám đa khoa 360 Lê Hoàn. Xin chào các bạn xem truyền hình, xin chào tiến sĩ Lương, xin chào MC Tuấn Dũng. Vâng, và xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Vâng, trước tiên xin được mời bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hòa Bình. Bác sĩ có thể cho biết những nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư gan được không ạ? Bệnh ung thư gan thường phát triển trên nền của một cái bệnh gan mãn tính. Và cái nhóm nguy cơ cao gây ung thư gan, thứ nhất là viêm gan virus B, virus C. Có tới hơn 80% các trường hợp ung thư gan thì ta thấy có mầm mống của cái viêm gan virus B. Viêm gan virus B và C thường tiến triển âm thầm lặng lẽ, mà đến lúc mà chúng ta phát hiện được thường rất muộn. Và cái viêm gan B, viêm gan C có thể gây ra xơ gan, và trên nền xơ xuất hiện các cái khối u ở ung thư gan. Nhóm thứ hai là nhóm bệnh gây xơ gan do nhiều nguyên nhân. Thứ ba là các cái trường hợp uống rượu nhiều. Nhóm thứ tư là nhiễm các cái độc tố aflatoxin có trong các cái nấm mốc của các cái loại hạt ngũ cốc. Và nhóm cuối cùng, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Đấy là các cái nguyên nhân gây ung thư gan. Và cuối cùng thì chúng ta nói đến thuốc lá cũng là một yếu tố mà nguy cơ cao gây ung thư gan. Vâng, với rất nhiều nguyên nhân như vậy thì theo bác sĩ Lê Lệnh Lương, việc tầm soát sớm ung thư gan quan trọng ra sao và những ai nên tầm soát sớm ung thư gan ạ? Về cái câu hỏi những ai tầm soát ung thư gan thì như bác sĩ Bình vừa chia sẻ, thì tất cả những người mà có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như nhiễm virus viêm gan B, C, nghiện rượu, nghiện bia, hoặc là dùng những các cái có liên quan đến vấn đề các cái độc tố gây ra tổn thương các tế bào gan, gây xơ hóa gan và gây xơ gan. Gần đây thì các nghiên cứu người ta nói là bệnh gan nhiễm mỡ nó cũng gây tổn thương tế bào gan. Thế thì tất cả những người mà có các cái yếu tố nguy cơ đó còn làm trên dưới 10%, đó là những người mang cái yếu tố gen di truyền trong gia đình. Nếu như được xét nghiệm về yếu tố gen xác định đó thì đấy là những cái người mà có yếu tố nguy cơ cao cần phải tầm soát sớm ung thư gan. Ý nghĩa của tầm soát sớm ung thư gan á thì là bệnh âm thầm, bởi lẽ là cái tế bào gan á nó có cái khả năng hoạt động bù trừ rất là tốt, cho nên khi phát hiện thấy ung thư á thì gần như là ở giai đoạn muộn. Cho nên vấn đề tầm soát sớm để chúng ta phát hiện tổn thương sớm ung thư gan là hết sức cần thiết cho những các cái đối tượng có yếu tố nguy cơ cao. Vâng, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Lê Lệnh Lương. Và sau đây xin mời bác sĩ Nguyễn Hòa Bình. Bác sĩ có thể cho biết là những lợi ích của việc tầm soát sớm ung thư gan không ạ? Điều trị ung thư gan thì nó phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh. Chúng ta phát hiện mà càng sớm ấy, nhờ cái tầm soát sớm ấy, khi mà phát hiện được cái khối u mà nó đang ở cái rất là nhỏ, tầm độ 3-4 cm, chúng ta có thể điều trị triệt để và tiết kiệm, bệnh nhân có thể sống 5-7 năm một cách lành lặn. Nhưng mà nếu mà chúng ta phát hiện muộn ấy, khi đã di căn rồi thì hiệu quả điều trị nó rất là thấp, tốn kém mà không đạt được hiệu quả cao. Vâng, có thể thấy rất nhiều lợi ích từ việc tầm soát sớm ung thư gan. Vậy bác sĩ Lê Lệnh Lương có thể cho biết các phương pháp được áp dụng để tầm soát sớm ung thư gan hiện nay không ạ? Theo khuyến cáo của quốc tế cũng như của Việt Nam, đặc biệt là các cái hội nghiên cứu chuyên ngành về ung thư gan, và cái khuyến cáo gần đây nhất của hội gan mật Việt Nam,
thì có đề cập tới vấn đề tầm soát sớm ung thư gan, chỉ cần làm xét nghiệm siêu âm định kỳ 6 tháng một lần. Trong những trường hợp mà cần thiết khi mà phát hiện thấy các cái tổn thương cư trú trong gan á, thì có thể kết hợp với một số các cái kỹ thuật cao hơn để xác định là cái tổn thương đó là tổn thương do ung thư gan. Vâng, vậy thì về mức chi phí của việc tầm soát ung thư gan thì như thế nào thưa bác sĩ? Mức chi phí của tầm soát ung thư gan nó phụ thuộc vào cái mức độ mà bệnh nhân có tổn thương hay không tổn thương. Nếu mà chúng ta tầm soát sớm ung thư gan cho các cái đối tượng có yếu tố nguy cơ cao, chỉ cần làm xét nghiệm siêu âm định kỳ thì giá thành nó rất là rẻ. Đấy, tuy nhiên là nếu mà khi tầm soát sớm ung thư gan mà thấy các cái tổn thương cư trú thì có thể chúng ta phối hợp với các cái kỹ thuật cao hơn, ví dụ như là chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng từ gan 4 thì, hoặc là đôi khi kết hợp với một số các cái xét nghiệm mắc cơ ung thư, thậm chí có những trường hợp chúng ta cần phải biopsy, tức là sinh thiết gan để chẩn đoán xác định là ung thư gan. Vâng, xin cảm ơn các bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi của quý vị khán giả. Vâng, và câu đầu tiên của chị Mai Thị Tâm tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có hỏi rằng: tôi năm nay 52 tuổi, bị viêm gan B đã 2 năm. Sau khi uống thuốc điều trị, hiện lượng virus đã dưới ngưỡng. Vậy xin hỏi bác sĩ, tôi có cần uống thuốc nữa không và có cần tầm soát sớm ung thư gan không? Vâng, với câu hỏi này xin được mời bác sĩ Nguyễn Hòa Bình có thể giải đáp câu hỏi của chị không ạ? Khi mà xét nghiệm HPV DNA dưới ngưỡng, có nghĩa là cái nồng độ virus viêm gan B ở trong huyết tương của bệnh nhân là ở cái nồng độ rất thấp. Nhưng nếu như chị mà không điều trị, chị ngừng thuốc thì virus viêm gan B có thể tái phát trở lại, và khi đó chúng ta điều trị sẽ rất là khó khăn. Vì vậy tôi khuyên chị là chị vẫn nên là tiếp tục dùng thuốc, nhất là chị ở tuổi 52 mà có virus viêm gan B, người ta vẫn khuyên chị là có thể là vẫn phải điều trị thuốc kháng virus suốt đời để phòng xơ gan và phòng ung thư gan. Vâng, xin được cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Nguyễn Hòa Bình. Và tiếp theo xin được mời tiến sĩ bác sĩ Lê Lệnh Lương sẽ trả lời câu hỏi của anh Nguyễn Ngọc Nam, 42 tuổi, ở phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Anh có câu hỏi như sau: tôi đi khám sức khỏe định kỳ, có kết quả siêu âm là gan nhiễm mỡ nặng. Bản thân cũng thường xuyên phải uống rượu bởi vì lý do cá nhân. Vậy tôi cần phải làm gì? Có nên tầm soát ung thư gan hay không, thưa bác sĩ? Vâng, xin mời bác sĩ ạ. Nói đến cái bệnh gan nhiễm mỡ thì các cái nghiên cứu gần đây ở trên thế giới cũng như Việt Nam đã đề cập tới nó có liên quan đến vấn đề tổn thương tế bào gan. Nếu như nó gây viêm gan, gây xơ hóa gan hoặc thậm chí gây xơ gan. Bởi vậy thì siêu âm khám sức khỏe định kỳ thì thường người ta chỉ định tính về cái nhiễm mỡ thôi. Thế còn để cho xác định một cách chính xác là nhiễm mỡ bao nhiêu, ở mức độ như thế nào và để có can thiệp sớm hay không thì hiện nay có các cái kỹ thuật về hình ảnh như siêu âm định lượng gan nhiễm mỡ hoặc đặc biệt là chụp cộng từ định lượng gan nhiễm mỡ. Thì theo tôi thì anh nên tiếp tục kiểm tra xem cái mức độ bằng phương pháp định lượng, sau đó rồi bác sĩ sẽ trực tiếp người ta tư vấn cho anh tiếp theo. Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn hữu ích của các bác sĩ dành cho khán giả trong chương trình hôm nay. Qua đây chúng ta cũng hiểu rõ những lợi ích thiết thực từ việc tầm soát sớm ung thư gan, giúp phát hiện bệnh từ khi chưa có triệu chứng, giảm các chi phí trong quá trình điều trị và mang lại hiệu quả hơn. Và mọi thắc mắc, câu hỏi tiếp theo, quý vị có thể tiếp tục gửi về kênh fanpage hoặc gọi điện thoại qua số hotline của chương trình để nhận được giải đáp từ các chuyên gia, bác sĩ của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay với chủ đề chủ động tầm soát sớm ung thư gan xin được khép lại tại đây. Chương trình tiếp theo với chủ đề tầm soát sớm ung thư tuyến giáp sẽ được phát sóng trên kênh TTV Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa và được phát lại trên kênh fanpage YouTube của Trung tâm Dịch vụ Phát thanh Truyền hình và Tổ chức Sự kiện Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị cùng đón xem. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Lệnh Lương và bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hòa Bình đã tham gia tư vấn chia sẻ cho quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn phòng khám đa khoa 360 Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa và công ty xi măng Long Sơn đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Đóng trên địa bàn phường Ba Đình, trung tâm thành phố Thanh Hóa, phòng khám đa khoa 360 Lê Hoàn luôn tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật, chẩn đoán tiên tiến, hướng tới dịch vụ y tế tiện lợi, chính xác và hiệu quả. Trải qua hơn 30 năm hoạt động và phát triển với đội ngũ chuyên môn nhiều kinh nghiệm, cùng hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại đạt chuẩn quốc tế và không gian khám chữa bệnh thân thiện sang trọng, phòng khám đa khoa 360 Lê Hoàn đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh, tầm soát sớm các bệnh ung thư cho mọi đối tượng. Phòng khám đa khoa 360 Lê Hoàn, trao niềm tin, nhận sức khỏe.
Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình. Ác quỷ Enimax, sức mạnh vượt thời gian. Enimax, timeless power.